Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho 30 tập chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải trải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất, nhiều khi mà chính họ cũng nghĩ rằng là không bao giờ mình có thể trả hết được nợ, bởi vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề nan giải khiến cho những người này phải đau đầu. Nhưng những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hãy yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời, chứ nhất định trong tháng 4 âm lịch này thì thế nào bạn cũng trả hết nợ nần, không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Và nợ mấy bao nhiêu cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 4 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà, tuổi Canh Ngọ. Trong tháng 4 âm lịch, được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần bao nhiêu cũng trả hết, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị hãy giúp Diễm Quỳnh chúng ta đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng chân thật và cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng đó là ăn nói không khéo, dễ làm phật lòng người khác lúc nào không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư và nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh của những người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của những người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải thứ họ bận tâm. Mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nhìn chung là ổn định trong tháng này. Bản mệnh nên xây dựng kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam mạng hay nữ mạng, thì một khi có thiện cảm với ai nên giữ quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng 4 âm lịch, thậm chí là có thời điểm đến chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình làm được. Đặc biệt, quý nhân vận khá vượng, giúp bạn có thể làm đâu thắng đó, dù làm khó thì cũng có người nâng đỡ và chỉ dẫn đường lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi diễn biến đều rất hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích như ý. Có người còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình việc làm phù hợp. Nhìn chung thời điểm này thích hợp để mưu sự cầu danh, vận trình thông thuận, không có gì đáng lo ngại. Nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi cho thấy, gia chủ có cơ hội tốt về tài lộc trong tháng này, lợi nhuận kinh doanh tăng lên, dễ được quý nhân giúp đỡ, đầu tư bất động sản có cơ may thu được những lợi nhuận hơn người, hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ kiếm lời. Tuy nhiên, thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm bất kỳ công việc gì gia chủ cũng phải thận trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn. Vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm. Bạn có thể phung phí tiền bạc trong những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Canh Ngọ trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn đang duy trì khá tốt lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện rõ ràng. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thân thể này để tăng cường sức đề kháng. Một số nữ mạng Canh Ngọ có ý định sinh con năm nay nên có kế hoạch và lộ trình tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc luôn khỏe mạnh suốt thai kỳ và sớm mẹ tròn con vuông. Các gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này nhân duyên của gia chủ tuổi Canh Ngọ vững sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có mối quan hệ rộng mở, quen biết nhiều người bạn mới, vừa thân thiết trong cuộc sống lại vừa hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp, tài chính. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có sự đột phá rõ ràng. Có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt lắm cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung thì mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối phương hơn. Ngoài ra thì con giáp này nên nghiêm cẩn giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối kẻo sa chân vào lưới tình, tay ba phức tạp, khiến hạnh phúc đổ vỡ. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày, ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4, ngày âm lịch năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi 1990 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1990. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.